Theo ban quản lý quỹ vắc xin phòng Covid-19, tính đến 17 giờ ngày 11 tháng 7, quỹ đã tiếp nhận được 8.080 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Số tiền đã chuyển vào quỹ kỳ trên do 425.658 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp. Để đảm bảo minh bạch công bằng, ban quản lý quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã công khai đầy đủ các đơn vị tổ chức, bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển sau các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền đồng góp đều có xác nhận rõ ràng thống kê đầy đủ việc quản lý sử dụng quỹ mở tài khoản tiền gửi kho bạc nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng số tiền ủng hộ được kho bạc nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi hàng ngày